Vâng, xin được mến chào tất cả anh em, chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của Cao Hiền Audio. Và lời đầu tiên như thường lệ thì Cao Hiền cũng xin được trân trọng gửi đến tất cả các bác những lời kính chúc sức khỏe, chúc cho đại gia đình yêu nhạc của chúng ta luôn luôn bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, Cao Hiền sẽ mang đến cho tất cả anh em chúng ta với một cái dòng micro TIT829, một trong những mã micro rất là hiếm và rất là đẹp. Đấy. Và đặc biệt, dòng này của nó nếu như các bác so với những dòng mic cỡ tầm khoảng 5 cho đến 7 triệu quay đầu sẽ không có cửa để đọ các bác nhé. Cho nên là các bác hãy theo dõi video thật kỹ để có cơ hội mua bộ micro này. Những ngày trước đây thì Cao Hiền cũng đã lên video và rất nhiều các bác chúng ta xem sau, các bác có nói với Cao Hiền một câu rằng tao nhìn thấy video mới lên được có mấy tiếng mà tao gọi điện cho mày, mày bảo là hết rồi. Thật ra mày có hàng hay không? Đây cũng chính là một cái câu nói mà đặt ra một cái dấu hỏi mà rất là khó để chúng ta có một cái câu trả lời cụ thể. Đấy, và em Hiền cũng xin thông báo là tất cả những cái hàng của em Hiền này, đấy, không quá được 3 ngày đâu. Thậm chí là có những cái hàng hot, những hàng chất lượng, những hàng đẳng cấp như thế này thì chỉ trong vòng một vài tiếng hoặc là trong một ngày là nó sẽ hết hàng, không có nữa. Cho nên là rất mong tất cả các bác chúng ta quan tâm thì hãy đăng ký kênh, like video để ủng hộ em Hiền. Và đặc biệt hơn nữa là tất cả các bác chúng ta hãy bật chế độ chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Vâng ạ, các bác chúng ta mua hàng cũng được, không mua hàng cũng không sao, nhưng xem để chúng ta mở mang, xem để chúng ta biết được ở trên thị trường này nó có những cái mặt hàng, những cái sản phẩm gì và những loại micro nào là loại micro tốt với mức giá trung bình, với mức giá vừa phải, bỏ ra với một cái số tiền chỉ thấp hơn so với một bộ micro hàng nhái thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn được sử dụng những cái hàng. Đấy, ví dụ như cái dòng TIT 829 này, số lượng của em chỉ được có 3, 6, 7 bộ micro. Và đây được xem là hàng gọi là chuyển riêng các bạn nhá, được gọi là hàng sách tay về. Cho nên là nó rất là đẹp, nó rất là đẳng cấp. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, giới thiệu các bác là đây chính là những cái tay của micro TIT829. Đấy, ở thị trường Việt Nam thì hiện tại tất cả các bác chúng ta cũng đã biết được rằng là chúng ta biết được đến cái dòng mic TIT600, TIT700 hoặc là TIT800, nhưng mà lên đến cái đầu 8 mà 829 thì thật sự là cả trước đây Cao Hiền đã bán một lần rồi và bán cho anh em với mức giá ưu đãi là chỉ có 1.900.000 đồng thôi. Nhưng ngày hôm nay Cao Hiền sẽ giảm giá cho anh em để tri ân tất cả các anh em, những khách hàng đã luôn luôn yêu quý, những khách hàng đã luôn luôn quan tâm đến những sản phẩm của Cao Hiền. Đây, và đây chính là những chiếc tay zin toàn phần. Đấy, ở đây có nó có 7 phòng karaoke các bác nhá, có duy nhất 7 phòng. Đấy, và 7 phòng này Cao Hiền chỉ tháo được 7 bộ micro. Hầu như là người ta mới kinh doanh được tầm khoảng 1 năm. Đấy, thì bị dịch và đóng cửa từ đợt đấy đến giờ. Đấy, và từ đợt đó đến nay không hoạt động, đồng nghĩa với cái việc là mic cũng không sử dụng. Cho nên là khi về Hiền chỉ lau chùi sơ qua. Đây các bác nhá, Hiền chỉ lau chùi sơ qua thôi mà đã đẹp như thế này. Tất cả tay chân còn zin đét hết các bác nhá. Bác nhìn này, nếu mà để mà nói một bộ micro mà zin 100/1000, đấy, zin 100/1000 mà nó đẹp như thế này thì theo các bác có đáng để mua hay không? Còn Cao Hiền cũng nói luôn, với một bộ micro TIT829 như thế này thì các bác phải mua những cái dòng hàng chính hãng cỡ khoảng 5-7 triệu đổ lên thì mới có cửa đọ đến những dòng micro này các bác nhá. Còn nếu các bác mua 5-7 triệu trở xuống đấy, thì em cam kết các bác là tiếng sẽ không bao giờ đẹp, không bao giờ sắc nét mà lọc tạp âm tốt như con micro này được. Đó. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái đầu thu của nó cho anh em xem nhé. Vâng ạ, trong quá trình mà vận chuyển thì nói thật các bác là nó sẽ không tránh được những nốt chày, những nốt xước. Và ở đây nó có những cái tem của hãng này. Đấy, thì ở đây thì em Hiền cũng đã cho anh em thọ bóc rồi, nhưng mà em nhặt được một cái là nó chưa bóc hết cái tem này. Đây các bác nhá, đây tem của nó đây. Và sơ bộ thì cái đầu thu này của nó là một cái đầu thu nó có mặt vòm. Đấy, và phía đằng trước của nó nếu như mà khi tắt đi các bác nhá, đó, thì các bác nhìn thấy đây chính là một cái đầu, nó có một chiếc màn hình gần như là phủ toàn diện ở trên micro này luôn. Đấy, và ở khu vực giữa thì nó có một cái màn hình LCD và một chiếc kính 3D. Đấy, cái chiếc kính 3D này nó có tác dụng là gì các bác? Kính 3D nó có tác dụng là chống chói, nó chống phản sáng. Ở trong phòng karaoke thì người ta thường thường là những cái màn hình sáng như thế này,
Thậm chí người ta sẽ phải dùng băng dính người ta dính lại, đúng không? Để tránh tình trạng là nó quá sáng ở trong thùng máy. Đấy. Còn cái con kính này của nó là nó thiết kế một cái kính 3D. Đấy. Bình thường anh em nhìn như này là nó rất là rõ, đúng không? Nhưng mà anh em chúng ta đi lui ra xa một chút này, thì là cái kính này của nó sẽ giảm gần như là tối thiểu về cái ánh sáng ở trên cái đầu thu này luôn. Rồi, và ở bên phía phải nó có một cái logo của TIT829, một trong những dòng micro tháo phòng ở Đài Loan mà trước đây em Hiền rất là khoái, rất là phê. Nhưng rất tiếc là số lượng nó lại không có nhiều, bởi vì nếu như mà hàng bãi đại trà thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà hàng tháo phòng karaoke thì nói thật các bác là nó chất lượng thì chất lượng đấy. Đấy. Nhưng mà rất buồn khi mà chỉ có 5-10 bộ micro mình chỉ đăng trong vòng khoảng vài tiếng hoặc là một ngày là nó hết sạch. Những bác mà xem sau, các bác rất là thích. Nhưng mà bây giờ lại gọi điện hỏi bảo Cao Hiền còn mic không thì em trả lời không, thì người ta cảm giác người ta bị cụt hứng. Đây là một cái điều mà em Hiền muốn gửi đến tất cả các bác với một cái lời xin lỗi chân thành nhất. Đấy, rất mong tất cả các bác chúng ta sẽ luôn luôn theo dõi Cao Hiền và ủng hộ Cao Hiền nhá. Và đây các bác nhá, đây là một cái nút nguồn của nó. Khi chúng ta giữ trong vòng cứ khoảng 3 giây đấy, thì cái màn hình này của nó sẽ lên. Và các bác giữ 3 giây thì màn hình này của nó sẽ tắt, đúng không? Và con này của nó thì là với cái công nghệ phím mềm hết rồi các bác. Volume của nó không sử dụng volume cơ nữa mà nó sử dụng volume mềm. Đây các bác, em bật lên em tăng giảm cho các bác xem nhá. Cái mức âm thanh mặc định của nó đây các bác này. Đấy, 19-20 này. Đây là nó có một cái kính 3D. Mức âm thanh mặc định của nó là nằm ở volume số 23. Đấy, các bác chỉnh lên đến số 23 thì một lúc này nó sẽ tự đóng lại này. Còn nếu như mà chúng ta để thì các bác nên để cho em tầm khoảng 16 cho đến 18. Các bác không nên để hết, bởi vì cái mic này của nó khi mà nó khuếch đại âm thanh toàn phần đấy, thì đồng nghĩa với cái việc là âm thanh nó maximum rồi. Đấy, đưa vào trong con vang của mình bắt buộc mình lại phải vặn nhỏ âm thanh lại. Thì cái theo cái cấp hệ số nhân, đấy, theo cấp hệ số nhân của nó lên thì tỷ lệ chẳng hạn 1 đấy, 10 nhân với 2 nó sẽ bằng 20. Thay bằng chúng ta lại lấy cái cấp độ của nó là 5 nhân 5, tức là tỷ lệ 50-50. Các bác cho em cái hệ thống âm thanh là chỉ tầm khoảng một nửa hoặc là 2/3, già 2/3 quay đầu. Các bác không nên cho âm thanh hết cỡ nhá. Đây là một cái mẹo mà chúng ta sử dụng âm thanh, kể cả từ đẩy, từ vang hay từ bất cứ một cái nguồn phát nào cũng vậy, chứ chưa nói là mic. Các bác để cho em Hiền cái ngưỡng âm thanh chỉ tầm khoảng 2/3 thôi, nó là cái ngưỡng âm thanh đẹp nhất, đủ nhất đấy, và nó đủ mạnh rồi. Là chẳng hạn phần này thiếu thì các bác có thể là khuếch đại ở trên vang lên. Có rất nhiều bác bảo là chúng ta là ở mic xịn tại sao mà là tiếng nó lại bé. Đấy, không phải các bác nhá, bởi vì nó qua cái hệ thống lọc xử lý tiếng. Đây chính là cái phần đắt tiền nhất của một bộ mic luôn. Và ở bên trái nó cũng có một cái cụm phím. Đấy, một cái phím tăng này, phím giảm này. Đấy, đây là cái phím tăng, phím giảm về âm lượng. Còn phím bên trái là phím lên, phím bên phải là phím xuống. Đây là cái phím điều chỉnh về cái hệ thống âm lượng. Còn ở trên tay mic đây các bác nhá, trên tay mic nó có một cái mắt thần đây. Và ở hai bên màn hình nó đều có hai cái mắt thần. Không may chúng ta sờ vào mà làm lệch cái tần số thì các bác chỉ cần ấn nút set này. Đấy, nó có vạch chạy ngang như thế này. Đấy, nhưng mà các bác chỉ cho phép 1 cho đến 2-3 giây thôi. Ấn phát là chúng ta giơ tay mic lên luôn. Đấy, thì tay mic nó có cái mắt thần đây và mắt thần hồng ngoại đây. Nó sẽ tự động nó nhận lại nha các bác nhá. Rất dễ thôi. Vâng, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu về cái tay mic cho anh em xem này. Đây chính là một cái loạt tay mic mà em Hiền lấy được ở hàng tháo phòng. Đấy. Và cái này đấy, em được gọi là một cái mic gọi là hàng thừa, hàng cực kỳ đặc biệt của Cao Hiền luôn. Bởi vì đối với tay mic tất cả từ phím này, đấy lý do tại sao phím của nó lại nó có khác màu, bởi vì nó cũng giống như chống lăn á, để cho người ta phân biệt là cái màu này là như thế nào. Nhưng mà khi em gửi thì các bác thông cảm nha, cái nút phím các bác đừng nên quan tâm là nó là màu vàng hay là màu trắng. Đấy, chúng ta chỉ phân biệt ở trên chống lăn thôi. Đấy, và kể cả côn cũng vậy. Côn của nó có một loại màu vàng, một loại màu trắng và một loại màu đen. Đấy, thì em gửi loại nào thì các bác nhận giúp em Hiền loại đó, bởi vì tất cả này của nó côn zin 100%, sống bằng hết, không có một cái nào bị làm sao cả. Duy nhất chỉ có một cái cao su chụp đít, nó còn một cái cao su chụp đít đây là qua quá trình sử dụng. Đấy, rút ra rút vào thì tất cả nó đều rơi, và người ta sẽ sử dụng một cái chống sốc như thế này để về chúng ta sử dụng cho nó đỡ bị lăn và nó đảm bảo hơn. Đấy, về cái mặt hình thức cũng như là cái đảm bảo về cái an toàn, đúng không? Và một cái câu tiếp theo Cao Hiền cũng xin được nhắc đến tất cả các bác nữa. Ở bên nước ngoài nhá, người ta toàn bộ người ta cũng sử dụng pin sạc như thế này. Đấy, cho nên là rút ra rút vào cũng rất là khó, cho nên là người ta đều phải bẻ cái một bên lấy pin. Đấy, để cho người ta rút ra rút vào cho nó dễ. Đây các phải bẻ một bên này các bác này. Đây cái ngoe này không có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhá, không ảnh hưởng gì đến chất lượng, đúng không? Và bên cái này của nó cũng bẻ một bên này, đây các bác nhìn nhá. Đấy,
em để nó vắt ngang chứ không phải vắt vắt như ngang như này thì nó là chuyện bình thường rồi, nhưng mà vắt như thế này luôn đấy, vậy thoải mái, không bao giờ biết chuyện rơi ra, bởi vì cái thân của pin sạc bao giờ nó to hơn cái pin bình thường, thành ra là người ta phải bẻ thì mỗi lần thao tác rút ra rút vào người ta không phải dùng dao hay không phải dùng tua vít, người ta cậy, người ta có thể thò tay người ta móc ra được luôn đây. Và ở trên tay mic đây các bác nhá, UHF đấy, wireless microphone transmitter đấy, đây là cái đem kiểm định trước khi xuất hàng. Và con này của nó có cảm biến tự ngắt đấy, có tự ngắt, các bác chỉ cần đặt xuống như này đấy, là nó sẽ tự tắt tiếng, và các bác nhấc lên đấy, nó là cảm biến tốc độ mà, thì khi các bác chỉ cần cầm lên cái là nó sẽ tự động nó đóng lại. Còn khi các bác thử nha, các bác chỉ búng như này thôi, các bác không được sờ vào đây, sờ đây là nó đóng lại ngay, các bác chỉ để tay đằng trước này, các bác búng như này thôi, nó sẽ không thu tiếng nữa, đúng không? Rồi, và cái lô mic này của nó thì thật sự trước đây em bán với mức giá là 1.900.000 đồng, và bây giờ thì em sẽ giảm hơn cho anh em. Và trước khi giảm cái giá thì em sẽ cho các bác xem cái mặt của bộ micro này. Đây các bác nhá, em đã tháo hẳn một chiếc ra rồi, và một cái chiếc màn hình LCD rất là lớn phủ cả cái màn hình này luôn. Nó là cái mặt kiểu như cái mặt siêu nhân các bác nhá, nhưng mà nhìn trông rất là điệu, rất là đẹp. Đây, và con này của nó cũng là con 829 đây. Và cho các bác xem cái bên mạch của nó đây. Rất nhiều bác bảo là ôi con này giống mạch của Bayer nhỉ. Đấy, nhưng mà con nói thật các bác, riêng cái loại này của nó nhá, kể cả từ Bayer, vỉ xanh hay vỉ tím, hay là tất cả những dòng micro khác, đấy, nó sẽ sẵn sàng chấp hết. Bởi vì nó chấp ở chỗ nào ạ? Tiếng nó rất là sạch. Đấy, tiếng nó rất là sạch. Và hai là con này của nó sử dụng sóng AB. Đấy, một sóng AB này, một sóng hỗ trợ là và một hộ sóng luân chuyển. Đấy, cho nên con mic này của nó là các bác có thể đi làm show, làm sự kiện vô tư, sóng của nó có thể đạt lên đến mức là tầm khoảng 50 cho đến 100 mét, chuyện bình thường các bác nhá. Đấy, sóng cực kỳ ổn định. Và đây chính là cái hệ thống xử lý tiếng của nó đây. Toàn bộ khu vực này là khu vực xử lý sóng. Đây bên này các bác nhìn cơ cấu chưa? Đấy, và ở trên mặt này của nó có hai con chip lưu hai chương trình khác nhau. Và ở đây nó có một cái loạt cái hệ thống IC lọc tiếng này, và đây chính là con chip tổng hợp. Và đây cũng chính là cái điều mà em muốn nói, RX2005M. Đấy, đây chính là một cái loại main mà đặc biệt ở cái hãng micro rất là nổi tiếng tại Đài Loan. Nó sản xuất ra RX2005M. Kể cả như bộ micro CMF của Đức của em nhá, CMF đấy, hãng của Đức luôn, cũng đặt hàng ở tại cái công ty này. Và cái nó cũng có cái main đấy, RX2005M. Đây chính là cái ký hiệu main rất là cao cấp luôn. Và con này của nó là được xuất vào tháng 8 năm 2017. Đấy, đời của nó cũng rất là cao các bác nhá. Và các bác sĩ xem này, main mạch của nó này, trông thì có vẻ là cũng bình thường thôi, nhưng mà nói thật các bác, tiếng của nó ra rất là sạch. Tiếng rất ra là uy tín và là chi tiết. Và đặc biệt là con này của nó thì cực kỳ là uy lực luôn. Đây các bác nhá. Đằng sau đây là tem cảnh báo nhá. Hai anten hai bên này. Đây. Cái thông số của nó, và đây là chính là cái tem QPAT. Cái tem QPAT nó là cái tem kiểm định về cái chất lượng của hãng, sử dụng nguồn 12V, và nó có hai cái hệ thống com ở đằng sau. Hai cái com này thì các bác lưu ý giúp em Hiền, cứ để cho em Hiền 12 giờ thôi, các bác đừng bao giờ tăng hơn. Bởi vì đối với những dòng mic rẻ tiền thì cái com này của nó không có tác dụng, nhưng mà những cái dòng mic đắt tiền, những dòng mic hãng, dòng mic mà xịn sò thì bao giờ cái com này của nó khi nó hoạt động là nó sẽ tránh tình trạng nó bị vỡ tiếng. Nếu mà các bác tăng lên hết cỡ thì nó sẽ ép tiếng của các bác xuống. Đấy. Còn các bác để cho em hướng 12 giờ, hai jack Canon riêng biệt để cho chúng ta chia mic. Còn đây là cái dây 6 ly này để làm cho các bác nhé. Nguồn này, dây lai chống lăn, đấy, đầy đủ, chống sốc, đầy đủ, em cho các bác hết, không thiếu gì. Đó. Và cái phần quan trọng nhất, đấy, cho các bác xem lại cái tay, và em sẽ báo giá trước khi em alo cho anh em nghe thử nhé. Cái tay của nó rất là đẹp, đẹp đến tầm khoảng 90 cho đến 95%, và tất cả phải dùng một cái từ zin đét. Đấy. Và cái dòng mic tít này, em cũng nói với các bác là dòng TIT này 829 nó là cái mã rất là cao. Trước đây em được bán một lần rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại tại cái thị trường Việt Nam thì mình vẫn phải nói một cái từ là rất là hiếm có. Đấy. Và ai đã từng dùng cái dòng TIT 829 này rồi thì các bác chúng ta cũng biết được rằng là nó phải nói là đẳng cấp. Đây các bác nhá. Mic này em bật rồi nhá. Đấy, màn hình của nó màu xanh. Đây này. Đây các bác nhá. Đấy. Con này của nó thì chống hú cũng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Alo 677 7 8 9 10. Alo. Alo.
ơi, em điều chỉnh lại cái âm thanh nha, giảm bớt echo cho các bác nghe cái độ nét này, độ chi tiết và cái sắc nét của nó nhá. Giảm bớt hẳn cái echo đi. Đấy, em alo tiếng bộc cho các bác nghe, bởi vì nếu có echo thì nó tô điểm thêm cái phần sang trọng, cái phần hay và cái phần mềm nhuyễn của âm thanh. Nhưng bây giờ em alo thử nhá. Gần như là rất ít echo nhá, echo để có 12 thôi. Alo 67 7 7 8 8 9 10. Alo 2 2. Đó, các bác này nghe này, chưa đã tài, đẩy lên tí nữa. Vẫn chưa đã tài, em đẩy lên tí nữa cho mức âm thanh lớn hơn. Đây. Alo 6 7 8 9 10. Đây các bác nhá. Nếu mà nói về số 2 thì nó sẽ thể hiện cho cái giải trung, số 6 thể hiện cho giải tép và số 7 sẽ thể hiện cho giải bát. Em sẽ alo thử và anh em chúng ta cùng lắng nghe nha. Nếu mà anh em có ai có tai nghe thì đeo vào nhá. 2 2 2 6 6 6 7 7 7 7 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Đây các bác nhá. Nếu mic hàng tốt, em nói thật các bác, nếu mà để mà nói mà các bác biết căn chỉnh một chút nữa thì phải dùng từ là nó đẳng cấp luôn. Đấy, loa đây đúng không? Tại sao bảo là cái mic nào Cao Hiền cũng bảo hay, mic nào cũng bảo tốt đúng không? Nhưng mà thật sự các bác xem đi rồi các bác sẽ cảm nhận. Và bác nào đã được cầm một cái tay mic zin mà nó đẹp như này, mà được gọi là hàng hãng, hàng xịn, hàng đắt tiền, với những dòng micro cỡ khoảng 6-7 triệu quay đầu, đừng có đọ làm gì cho nó mất công đúng không? Đừng đọ làm gì cho nó mất công. Đây này, đây các bác, ok chưa? Rồi, và bây giờ thì em alo lại lần nữa để cho các bác nghe thử xem có phim nhá. 1 2 3 6 7 8 9 10. Alo, alo 1 2 6 7 L. Rồi, và bây giờ thì em sẽ nói cụ thể về giá nhá. Đối với bộ micro này thì trước đây em bán 1.900.000. Đấy, tay chân có dọn dẹp qua. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay cái mức và long trọng, cái mức đẹp và cái mức xuất sắc của nó sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng em để cho anh em với mức giá là 1.750.000 đồng. Đấy, đầy đủ phụ kiện. Thứ nhất là nguồn này, thứ hai là dây lai này, thứ ba là chống lăn này, thứ tư là chống sốc này. Chống sốc đây anh em nhé. Đấy, các bác đừng đòi hỏi em hiền thêm cái thứ gì. Và thứ hai em vẫn bao ship. Đấy, số lượng nó sẽ không có nhiều đâu. Tất cả các bác chúng ta lưu ý giúp em hiền, nếu mà bác nào biết về cái dòng 829 của TIT này rồi, đấy, thì các bác đặt hàng ngay. Đấy, và chỉ chắc chắn là một điều là cái mic này của nó là rất nhiều bác là chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đúng không? Rồi, xin được nhắc lại nha, 1.750.000 đồng. Tất cả các bác chúng ta nhanh tay nha, đặt hàng nha. Và xin được nhắc lại, tất cả các bác chúng ta không ai cần phải cọc kèo bất cứ một xu, một chinh nào cả. Các bác nhận hàng đúng như trên video, các bác thanh toán, ok chưa? Rồi, xin được cảm ơn tất cả các bác chúng ta đã xem video của Cao Hiền rất là dài. Và rất mong tất cả các bác chúng ta trước khi thoát video hãy tặng cho em Hiền một nút like ở trên video này. Ấn đăng ký kênh và chúng ta đừng quên bật chuông thông báo để xem những video tiếp theo. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau.